Hôm nay là mình sẽ chia sẻ chi tiết cách làm một dip nha các bạn. Đây là bộ nail dip của Amy đây. Bây giờ Amy mời các bạn vào bên trong để xem chi tiết nha. Hello, Amy xin chào các bạn. Hôm nay Amy chia sẻ là bộ dip nè, sau khi cái tay của cô khách đã làm tháo ra bộ cũ sạch sẽ ha. Bây giờ Amy apply cái nước bond lên nè. Lai cái nước bôn lên cho nó hết, cho cái bột nó dính chắc hơn nha cả nhà. Mày bỏ nước bôn là hai bàn lượt luôn. Bây giờ cô khách của em mày dip hai màu, đây là màu kim tuyến với một cái màu này đây. Bây giờ em mày dùng cái bay treo nè cả nhà, bay treo của S&S á. Tiếp cái ngón chân trước, tại vì cô khách này cũng muốn kim tuyến. Khi mà các bạn mà apply cái nước bay á, apply cho nó sát cái dòng tiêu đi cầu, đừng có để cho nó tràn hoặc chảy qua hai bên nha các bạn. Nếu các bạn để chảy qua hai bên, mình nhúng cái bột bên nó dính xấu lắm. Các bạn thấy cái cọ mày đi sát dòng tiêu đi cầu không? Các bạn thấy nó không có bị lem, nó không có bị dính bột hai bên hông. Mình dùng cái bay nó vừa đủ thôi, nhưng mà nó phải phủ mí cái móng nha. Đó, các bạn thấy em mày đi cái bay không? Ai mày đụng ở đây nè. Đó, các bạn thấy ra nó đều chưa? Mình mà nhúng mà đừng có bị tràn qua hai bên, một lát mình chả láng nó cũng dễ nữa các bạn. Bạn thấy em mình nhúng cái cọ cho nó lên sát rồi, thấy không? Nó phải sát mới đẹp, không sát là nó còn khoảng trống cũng không đẹp nữa. Các bạn thấy em mày vũ là nó xuống hết trơn rồi. Giờ tay bên đây ha, em mày cũng nhúng ngón chân trước nè. Cái này là em mày dip trên móng thiệt nha các bạn, không có gắn thiếp cho khách nha. Các bạn thấy em mày vũ xuống là cái móng nó đẹp chưa, cái bột nó ăn đều mà nó không có bị tràn bị gì hết. Cái dip này quan trọng mà đẹp hay là xấu là do các bạn quét cái nước bay khấu đó nha. Bây giờ em mày đã đi xong một nước rồi đó, các bạn thấy là tương đối đều nè. Bây giờ tới bàn bên đây em mày quét cho những cái bọt còn dính trên mặt xuống ha. Đằng em mày chuẩn bị dip nước thứ hai thì mình cũng làm y như vậy thôi. Bây giờ mình apply cái bay tiếp, mình apply cái bay cho mình dip lần thứ hai nha các bạn. Cũng vậy, các bạn biết em mày làm dip thường khi tùy theo màu và tùy theo khách nữa, nhưng mà thường khi em mày dip 3 lần, có nhiều khách nó muốn dày nó đời dip 4 lần, có nhiều khách rồi nó thích natural đó các bạn, thì em mày dip 2 lần.
Nói chung thì mình làm cũng theo yêu cầu của khách ha. Nhưng mà điếp thì không thể nào điếp một lần được nha các bạn. Cái màu nó không có đều, nó mỏng dữ lắm. Sát hai bên hông nè, sát cái dòng tiêu đi, còn mình lấy tay mình dạch dạch ra, nó không sát một lát đó. Xong rồi mình khó chữa lắm. Quét bằng tay bên đây. À, nhìn cái cỏ em mày đặt mà thấy không? Em mày banh hai cái ấy nè, hai cái thịt bên hai bên hông ra nè. Bạn thấy cái dòng mình vũ bột xuống nó rất là đều luôn. Vậy mình nhúng đẹp vậy một lát tới mình chảy láng các bạn, mình chỉ chảy sơ cái là nó nằm rất là sát, mình không phải mất nhiều thời gian chảy láng nữa. Còn một miếng trắng tí xíu nè, em mày phủ cái bay lên đang nhúng lần thứ hai cho nó đều. Bây giờ cũng y trình tự như vậy, em mì làm lại nước thứ ba nha cả nhà. Giờ sau khi em mì nhúng xong ba nước, bây giờ em mì bỏ cái xê là lên nè, cái super dry lên, apply lên ha, trước khi em mì lấy xếp và em mì giũa láng ha. Mình phải tha cái nước lên cho nó khô. Đó, các bạn thấy không, cái móng nó đã ra hình thành này rất là láng mướt. Các bạn bây giờ là em mình lấy xếp ha, nói chung một nhúm thì mình lấy xếp cũng nhẹ nhàng chứ mình không có cần phải làm mạnh hay là như là bọc thường nhé các bạn. Mày lấy xếp tay này xong rồi mày chạy tay này được rồi, mày mới lấy xếp tay kia ha. Giờ mày chạy láng nha các bạn. Bạn biết chạy láng này mình cũng chạy nhẹ nhàng ha, mình không cần ấn quá cho nó bay bột hết. Bây giờ cái dầm tiêu đi cờ mình gấp cũng đã, mình nhúng đã tròn rồi. Để cho cái dầm tiêu đi cầu cho nó nằm cho nó sát sao xuống thôi.
Con biết cái bột nhúng này mà mấy bạn nhúng mà chưa có, nó chưa có khô dữ á, mấy bạn chả láng mà mạnh quá ha, mà bạn ấn quá nó hay bị sắn bột, nó bay ra lắm nha. Mình để cho nó hơi khô tí. Mình chạy cái dòng tiêu đi cầu cho nó sát sao nè, và cái thứ nhất nó không bị hở, để khi mà neo của khách nó ra nó bị hở người ta dễ bị dướng tóc lắm nha các bạn, nhất là phụ nữ mà tóc dài người ta không có thích. Còn khi em này có những khách làm ở tiệm khác lại hay chỗ khác lại, nó hay có dễ bị cái tình trạng cái dòng tiêu đi cầu chạy không ôm á. Mì ra, em mì đã xong một bàn rồi nè. Các bạn sau khi em mì chả láng xong nè, em mì sẽ dùng mấy cây nhọn này clean in the nail cho khách nha, cho mấy cái xếp mấy cái dơ ở dưới móng tay nó ra hết trước khi em mì bắt phở. Clean cái này thì hay cẩn thận nha cả nhà, trật tay chút thì dễ bị làm khách đau. Bây giờ em sẽ bóc phở cho cô khách này. Bạn sau khi em mì đã bắp phở xong, hai tay quét bụi sạch ha. Bây giờ em mì sẽ bỏ cái nước Sera Dry lên cái nail cô này. Để trước khi em mì bỏ cái thớp khấu. Okay, các bạn sau khi bỏ cái Sera Dry lên, giờ em mì sẽ apply cái thớp khấu lên nha các bạn. Sau khi mình apply cái thớp khấu lên này, mình để vài phút là móng tay của khách khô, rồi mình cho khách đi rửa tay là mình đã hoàn thành bộ nail nha các bạn. Vì tay của khách này có trắng trắng tại vì em mì lấy cái dép cũ ra đó, cái acetone nó dính lên nó trắng trắng ở cái dòng tay của cô này đó, các bạn thấy bộ móng rất là đẹp chưa, nó bóng lưỡng luôn. Cái này em mày bỏ thớp treo nha, chứ không phải là bỏ cái thớp treo của cái màu treo polish nha bạn. Cái này cái thớp treo của bột dip. Tại em mày thấy có nhiều người làm dip mà nó không được bóng á, cái người ta làm ở chỗ khác lại thấy bỏ cái thớp treo của cái màu treo lên. Ok bạn, giờ em mày đã hoàn thành xong bộ nail của cô khách này ha. Hôm nay em mình chia sẻ các bạn chi tiết cách đắp bột căn, cách mà nhúng bột căn bản dễ ha. Em mình xin chào tạm biệt các bạn.